Đây, Trung Kiên Mô Tô chào tất cả anh em nhé. Trung Kiên vừa về chiếc xe Win Honda 100 nhé. Mình nhấn mạnh với anh em một lần này, đây là một chiếc Win Honda 100 chính chủ, chính chủ, biển đẹp luôn. Đây, biển buôn số nhé, đời cao chót vót, đời 2009 nhá. À xin lỗi anh em, 1999, đời tem vắt nhá, đời chót nhá. Đây xem để mọc bẩn luôn đấy. Đấy, đây biển đây. Anh em chủ mua thì kết bạn Zalo cho mình, nhấn mạnh nhá. Đấy, xe thì có thế nào mình quay như thế, chứ mình không thêm không bớt, bằng quay bằng điện thoại thật của mình luôn. Con xe này anh em về sẵn đổ xăng chạy thôi, không phải làm bất kể cái gì. Còn nếu anh em muốn làm cái gì thì anh em làm, tùy anh em. Còn vốn chiếc xe này xe dân đang đi bình thường ngon lành. Đấy, mình mua được rẻ mình bán rẻ. Đấy, chiếc xe như này nhá, có chiếc như này mình bán 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, thậm chí 11, 12, 3 triệu. Nhưng quan trọng cái chất xe nó còn cái gì. Còn nhiều anh em mà bảo anh ơi con xe này có zin hay không thì em xin phép anh em luôn. Em thì không chuyên nhiều về dòng Win này, em chỉ chuyên Mio thôi, anh em theo dõi rồi lâu Facebook, YouTube của em anh biết. Nhưng nếu con này mà còn zin ấy, nó mọc xấu này thôi, nếu zin hết đồ ấy, nó lại tiền chục, nó phải trên 20, nó phải trên 30, thậm chí 4, 5, 6, 7, 8, 9, chục, ví dụ thế. Còn đây chiếc xe của em này, đây nói ra anh em thông cảm thôi, làm dâu trong mọ, tiền nào nói tiền nào của ấy. Chiếc xe này của em dáng rất là bình thường thôi, nó chỉ trên chục một tí thôi. Còn mười mấy thì tùy theo anh em độ máu đến đâu và độ nhiệt tình đến đâu. Đấy. Còn đồ zin có gì đấy quay trực tiếp cho anh em. Chứ bây giờ chiếc xe này anh em thích nhá, nếu thích dọn. Nhiều anh em ở chê con này đồng lát xe cũ không ai mua đâu, ví dụ thế nhá. Nhưng em hiểu là này, một chiếc xe Win xịn thì anh em kiếm đã khó rồi. Mà có bây giờ xe lát lát được ông 5 6 triệu rồi, nói thật với anh em như thế. Thậm chí mình còn khó mua được ra đấy. Đúng không? Thì tức là chiếc xe con này máy đại chất, đầu bò hơi mà mê lốc máy còn zin luôn này, em nhìn này. Zin luôn này. Zin luôn còn đẹp luôn đây này. Những anh em mà thích mới thì nói thật với anh em là xe này không có mới. Anh em thích mới thì anh đi mua xe mới thôi, còn dòng xe cũ thì không có mới em mua đâu. Đây này anh em chưa? Còn anh em dọn lên thì nó vô giá lắm. Chiếc xe này có người xé bịch nhá, dọn mới là hơn 100 triệu. Anh em mua đồ xịn dọn nó con xe này nó thành công nó phải tầm 7 80. Đấy. Nói chung cái vấn đề này nói ra nó khó lắm. Em đăng cái video này em chỉ mong anh em nào hiểu thì mua, còn không hiểu thì đừng vào xong là nói nọ nói kia để cho em làm ăn. Em thì có thế nào bán như thế, tình trạng xe nào quay như thế và tiền nào của ấy. Chứ nhiều anh em không biết cái gì vào. Ví dụ nhiều anh em không hiểu ấy, cứ bảo là con xe này bây giờ toàn đồ lô thôi, hoặc là ui con xe này giờ nó kia, nghe đâu hiểu được. Bây giờ bán sắt vụ, ta bán sắt vụ được rồi còn gì nữa. Ý em muốn nói với anh em là tiền nào của ấy thôi. Đấy, thật sự với anh em đấy. Em tính em có thể nào nói thế, tư vấn thật. Con xe này anh em nào mua về để đi, ok, vừa tầm tiền cho anh em, hơn chục triệu. Còn nếu anh mua về để dọn cũng vẫn ok cho anh em, về dọn qua được. Còn những em xác định dọn full mới, mua còn 5-6 triệu thôi, 5-6-7 triệu thôi về mà dọn hay hơn nhiều. Nói thật, khuyên thật lòng luôn. Có những anh em về mà vừa tầm tiền để đi chơi, những dòng xe côn và côn lại kỷ niệm lấy con này vừa sinh phân trục. Đấy anh em nhá. Nói chung anh em kết alo thôi, kết bạn Zalo, số Zalo Facebook của tôi là 0358444888. Tôi tư vấn cho anh em, cho anh em xem xe trực tiếp. Và anh em nhấn mạnh đây, con này con 4 số nhá, biển 4 số nó đắt hơn. Nó đời cao, đời chót, đời 1999. Đấy, khung sườn đẹp, máy chất đại êm luôn, hơi đầu bò đẹp. Còn anh thích mua xe vài triệu thôi cũng có, chiếc xe như này cũng có vài triệu. Tôi đã có chiếc xe hơn 100 mình bán, người ta về ta phá mỗi đồ ra bán ấy, bán lẻ có được hơn 200 triệu, xe đẹp lắm. Anh em lên YouTube kênh của tôi, anh em bán chữ Win đời 2003 nốt trước còn, sau bấm số điện thoại mình lên là 0949 19 18 ra kênh con xe đấy. Đấy anh em nhá, ok rồi, chào cả anh em. Chúc anh em buổi sáng vui vẻ, anh em xem đến Nam đến kênh mình nhá, chủ mua alo cho mình.